Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Giá Xe 24 giờ nha. Hiện tại em đang đứng ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ với em là 032 774 3797. Số điện thoại này em có sử dụng Zalo mọi người nha. Và mọi người khi có nhu cầu mua xe hoặc là tham khảo về xe á, thì mọi người nhắn tin cho em để em tư vấn mọi người trước nha. Để mình lên cửa hàng mình sẽ lựa chọn xe dễ hơn ha. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người một cái dòng xe của Yamaha, đó là Exciter 155 mọi người nha. Thì mọi người cũng theo dõi bên em xem là có những cái ẹt màu nào mọi người nhé. Mọi người có thể xem kỹ hơn về một cái số màu bên em. Bên em có màu xám nè, màu xanh GB, màu vàng đen, màu xám xi măng và màu đen nhám. Tất cả những cái màu này thì bên em có màu rin và màu 3D đầy đủ cho mọi người luôn ha. Thì nó có rất là nhiều màu. Thì kho phía sau còn một số màu nhiều hơn nữa, không chỉ là những cái màu này thôi đâu mọi người. Thì giá Exciter hiện tại trong tháng 9 này á, thì nó có giá rơi vào tầm khoảng 43 cho tới 48 triệu tùy màu tùy phiên bản mọi người nha. Thì mỗi cái phiên bản xe thì nó sẽ có giá khác nhau, thì mọi người có thể nhắn tin cho em ha. Em sẽ báo giá cụ thể cho mọi người hơn ha. Vì trong cái video lần này thì em giới thiệu rất là nhiều xe, em không có báo giá cụ thể cho mọi người được nhiều được ha. Thì để mua được một em xe ẹt như thế này với thủ tục trả góp thì mọi người trả dùm em từ 5 triệu trở lên ha. Thì mọi người đã có thể lên hồ sơ được rồi. Thì giấy tờ mình thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là đã có thể lên hồ sơ nha. Ngoài ra thì mọi người có thêm những cái bảo hiểm y tế nè, sổ hộ khẩu hoặc là bằng lái xe á, thì mọi người cầm theo giúp em nha. Thì nó sẽ lên được nhiều ngân hàng hơn và được hỗ trợ về phần lãi suất đó mọi người. Những cái em ẹt này thì chắc không còn xa lạ nữa ha. Thì bên em lên nhiều cái màu tem khác nhau, thì có Rizon nè, hoặc là cái màu xanh lá như này Racing ha. Thì bên em có ẹt màu hồng, màu tím Titan luôn mọi người nha. Thì những cái ẹt này em cũng đã lên những cái phần trước rồi. Thì ngoài những cái xe như thế này thì mọi người có thể lên phụ kiện nữa. Thì phần phụ kiện bên em sẽ giảm 50% cho mọi người, và cho mọi người nợ đến khi nào có biển số thì thanh toán cho bên em nha. Thì được rất là lợi về phần đó. Thì mọi người liên hệ với em trước thì sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại nha. Được tặng 2 nón bảo hiểm, 1 áo mưa, 1 bảo hiểm đi đường và những cái phụ kiện đi kèm ha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.